Cẩn thận lật dở từng tấm thẻ đã ố vàng, tờ dày, tờ mỏng tùy theo từng thời kỳ. Hơn 500 tấm thẻ cử tri này là thành quả 9 năm say mê nghiên cứu, đi sưu tầm của anh Hoàng Anh Tuấn. Trong số đó có một tấm thẻ đặc biệt, tuổi đời khoảng 75 năm. Trên thẻ vẫn ghi đầy đủ thông tin của một cử tri, 38 tuổi, là đàn ông, nghề nghiệp làm nông, đi bầu đại biểu Quốc dân đại hội trong lần tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước. Một người em trong giới sưu tầm thì có gọi điện cho tôi và anh ơi, em có lô giấy tờ này nhưng mà có cái thẻ cử tri này rất hay. Thì tôi cũng rất ngạc nhiên là cái thẻ cử tri này là cái thẻ cử tri mà trong cái bộ sưu tập của tôi đang còn khuyết, là nao nao trong lòng bản thân là vui lắm. Còn đây là những tấm thẻ cử tri trong tổng tuyển cử năm 1976 bầu đại biểu Quốc hội chung của cả nước lần đầu tiên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Không để những tấm thẻ cử tri sưu tầm được cất giữ trong những ngăn tủ, anh Tuấn sẵn sàng chia sẻ, hiến tặng một phần bộ sưu tập cho các cơ quan lưu trữ, bảo tàng. Có đầy đủ các thành phần từ ở miền núi, miền xuôi, miền ngược hay là các cái tỉnh trong cả nước đã được thể hiện một cách khá là đầy đủ ở trong cái bộ sưu tập này. Qua đây thì là nhân dân cả nước đã cũng thấy được rằng là Quốc hội của chúng ta thực sự là Quốc hội đại diện cho tiếng nói của toàn thể dân tộc. Tấm thẻ cử tri tuy nhỏ bé nhưng giá trị thì vô cùng to lớn. Nó chứng tỏ quyền làm chủ thực sự của mỗi công dân trên đất nước của chúng ta.